Chung Hoon Nice được thành lập năm 1993 tại Seoul, Hàn Quốc, là một tập đoàn lớn chuyên về lĩnh vực sản xuất máy lọc nước, máy lọc không khí, nắp bồn cầu thông minh và máy làm mềm nước, với mong muốn nghiên cứu sản xuất ra các sản phẩm tốt nhất để nâng cao chất lượng sống và chăm sóc sức khỏe của con người. Máy lọc nước của Chung Hoon được bán rộng rãi ở hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới do tuân thủ và đạt các tiêu chuẩn an toàn quốc tế như NSF, ULTUV của Đức, WRAS của Anh hay Watermark của Úc. Là doanh nghiệp đầu tiên tại Hàn Quốc được Hiệp hội Tiêu chuẩn Nước sạch của Mỹ, WQA, chứng nhận chuyên gia về lĩnh vực nước. Trong gần 30 năm hoạt động, Chung Hoon đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá tại Hàn Quốc và quốc tế. Giải doanh nghiệp đi đầu về kỹ thuật của Hiệp hội Tiêu chuẩn Hàn Quốc liên tục 17 năm. Doanh nghiệp Hàn Quốc đứng đầu 7 năm liên tục về độ hài lòng của khách hàng. Giải kinh doanh quốc tế 10 năm liên tiếp, đứng đầu về chỉ số năng lực thương hiệu quốc tế 10 năm liên tiếp. Được chọn là doanh nghiệp số 1 về chỉ số hài lòng của người tiêu dùng Hàn Quốc liên tiếp 10 năm. Những sản phẩm nổi trội đã được Chung Hoon giới thiệu ra thị trường như máy lọc nước làm đá pha cà phê đầu tiên trên thế giới, máy lọc nước làm đá bảo quản rượu vang đầu tiên trên thế giới. Sản phẩm của Chung Hoon được nhiều khách hàng tin dùng vì chất lượng. Để có được điều này, ngay từ khi thành lập, Chung Hoon đã tập trung vào các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn sức khỏe khắt khe nhất. Hai nhà máy trực thuộc tập đoàn Chung Hoon Nice là Microfilter và NCM đều được cấp chứng nhận cao cấp nhất như NSF, ANSI 5853261, KC của Hàn Quốc, ULTUV của Đức, WRAS của Anh hay Watermark của Úc. Nhờ đó mà máy lọc nước của Chung Hoon đủ điều kiện để xuất khẩu rộng rãi ra hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới, ngay cả những nước có tiêu chuẩn cao nhất như Mỹ, Anh, Đức, Úc và cả Nhật Bản. Là một doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực cho thuê và dịch vụ bảo dưỡng máy lọc nước, Chung Hoon trang bị hệ thống tổng đài chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, thường xuyên tương tác với khách hàng, thông báo lịch bảo dưỡng và thay lõi định kỳ khi đến thời hạn. Bạn sẽ được các chuyên gia kỹ thuật của Chung Hoon đến tận nhà để vệ sinh bảo dưỡng máy và thay thế bộ lọc. Ngoài ra, bạn còn được tổng đài giải đáp những thắc mắc, phối hợp xử lý các sự cố phát sinh hoặc hướng dẫn sử dụng để nắm rõ các chức năng ưu việt từ sản phẩm.